Thưa quý vị và các bạn, hình thành và xây dựng từ năm 2017, trang trại kinh tế tổng hợp của ông Nguyễn Tấn Sáu ở vùng cát xã Phong Hiền, huyện Phong Điền là một điển hình trong phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, ghi nhận của phóng viên thời sự. Trên tổng diện tích 5 hecta vùng cát nội đồng, năm 2017, ông Nguyễn Tấn Sáu đã mạnh dạn đầu tư nguồn vốn với 6,7 tỷ đồng để xây dựng kinh tế trang trại tổng hợp theo mô hình vườn ao chuồng, trong đó lấy mô hình nuôi gà đẻ trứng theo hướng an toàn sinh học làm chủ đạo và kết hợp nuôi cá ao tròn trong bưởi da xanh. Chỉ tính riêng mô hình nuôi gà đẻ lấy trứng có quy mô tổng đàn 20.000 con, với tỷ lệ trứng cho bình quân đạt 86%, thì đàn gà cho từ 16.000 đến 17.000 quả một ngày. Với giá bán trên thị trường dao động từ 2.300 đến 2.400 đồng một quả, thì mỗi năm cho lợi nhuận từ 1,6 đến 1,7 tỷ đồng. Đó là chưa tính đến nguồn thu từ 3 ao nuôi cá rô và 4 ao tròn cá lóc cùng xấp xỉ gần 1 tỷ đồng. Trang trại cũng đã giải quyết việc làm thường xuyên cho 7 lao động với mức thu nhập 7,5 triệu đồng đến 10 triệu đồng một người một tháng. Theo anh Trình Công Phúc, người được giao quản lý trang trại, thì đạt được sản lượng và hiệu quả kinh tế cao là áp dụng tổ cả biện pháp phòng chống dịch bệnh, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất và chăn nuôi. Hiện tại trong trại là có một vườn bưởi, 3 dãy gà là 15.000, giờ thêm một dãy nữa là 20.000 gà đẻ. Và 4 hồ cá, trong đó là có 3 hồ cá rô và một hồ ba sa, cộng thêm hình thành thêm bể nổi này nữa là nuôi cá lóc. Nuôi cá lóc ao tròn này thì mình chủ động về nguồn nước, là con cá lóc là nó khỏe, cộng thêm là mình phát hiện dễ so hơn về đất bể đào. Quá trình nuôi thì hiệu quả hơn nhiều vì về diện tích cộng cũng như là nhân công là mình sẽ đầu tư ít hơn. Thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Trong những năm qua, Hội nông dân xã Phong Hiền đã chủ động triển khai sâu rộng cho cán bộ hội viên và nông dân đăng ký danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cả cấp. Bình quân hàng năm có trên 68% hội viên của toàn xã đăng ký. Thông qua phong trào đã tạo ra không khí thi đua sôi nổi, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Đến nay toàn xã có 189 hộ đạt danh hiệu cả cấp. Trong đó có 4 hồ đạt cấp trung ương, 12 hồ đạt cấp tỉnh, 30 hồ đạt cấp huyện và trên 140 hồ đạt cấp xã. Các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đã và đang tạo việc làm tại chỗ cho hơn 210 lao động, giúp nhiều hộ nông dân thoát nghèo. Thời gian tới thì Hội nông dân xã Phong Hiền sẽ cùng phối hợp với Ủy ban nhân xã để tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên thực hiện các cái mô hình về phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn xã, trong đó thì chủ trọng việc cùng phối hợp để vận động tuyên truyền hội viên tiến hành thành lập cũng như là sản xuất kinh tế theo hướng trang trại gia trại, và từ đó thì để nâng cao hơn nữa cái thu nhập cũng như cái kinh tế cho đời sống hội viên nông dân xã Phong Hiền. Thực hiện nghị quyết số 10 của Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 7 về phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp nông thôn giai đoạn 2020-2025. Hội Nông dân xã Phong Hiền còn tích cực tuyên truyền vận động nông dân tham gia các mô hình phát triển kinh tế, hướng dẫn nông dân thực hiện các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp theo chuỗi giá trị và đạt tiêu chuẩn Việt Gáp. Sản xuất lúa theo hướng hữu cơ, xây dựng lúa hữu cơ của hợp tác xã An Lộ đạt chuẩn sản phẩm OCOP. Đến nay, trên địa bàn đã có khoảng 15 hộ tham gia phát triển kinh tế trang trại với quy mô lớn được quy hoạch tại vùng cát nội đồng xã Phong Hiền.